Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại kênh YouTube Máy Xây Dựng Hồng Nhiên. Bây giờ là thời buổi của những chiếc máy pin, máy công cụ sử dụng pin, do nó rất là hiệu quả, rất là tiện lợi trong quá trình mình sử dụng anh chị. Nhưng mà có bao giờ quý anh chị mình có một câu hỏi rằng là tôi muốn mua một cái máy pin xài cho nó tiện lợi, nhưng mà tôi không biết cách bảo quản pin, hay là tôi để quá lâu nó sẽ tự động, nó sẽ bị hư pin, nó bị chai pin, có hay không mấy anh chị? Nếu có quý anh chị comment bên dưới giúp Dùm Nhiên nha. Và trước giờ mấy anh chị đã từng nghe ai chia sẻ về một cái cách sử dụng pin như thế nào là hiệu quả, và bảo vệ pin nó như thế nào, bảo quản như thế nào để nó có một cái độ bền? Thực tế một viên pin này chúng ta có thể là sử dụng độ bền, nếu chúng ta bảo quản tốt, nó có thể lên tới 10 năm. Quý anh chị có tin hay không? Đó là những cái nghiên cứu của những cái công ty sử dụng, sản xuất ra những cái đồ pin như thế này, người ta đã công bố mấy anh chị. Nhưng mà có bao giờ mấy anh chị đã bắt gặp một video nào ai làm về cái vấn đề là sử dụng máy pin như thế nào là hiệu quả, sạc như thế nào là hợp lý, bảo quản như thế nào để sử dụng được lâu? Tất cả sẽ được giải đáp trong video ngày hôm nay. Ok, ở đây là nhiên có hai viên pin mấy anh chị. Một là của Makita hàng chính hãng, hai là một viên Makita hàng Trung Quốc nhái, và một cái sạc chính hãng và một cái sạc Trung Quốc ha. Thì nói về pin thì nhiều người nói rằng là pin để lâu nó sẽ hư, tự động nó cũng sẽ hư. Thôi rồi, có, nhưng mà những nhà cung cấp người ta nói nếu một viên pin xài đúng, bảo quản tốt, là hiệu suất làm việc của nó rất là tốt, và cái độ bền nó có thể lên tới 10 năm mấy anh chị ha. Rồi, hôm nay Nhiên chia sẻ cái vấn đề là mấy anh chị bảo quản pin thì bảo quản pin như thế nào và sạc như thế nào là đúng, và trong cái những quá trình xài thì khi nào mình nên sạc pin. Thì nói đến khi nào nên sạc pin, đối với những dòng pin chính hãng và nó sẽ có những cái mức bao pin như thế này. Mấy anh chị thấy nó có những mức bao pin, khi nào nó còn lại một mức bao pin thì nó còn dưới 20% chúng ta phải sạc. Đó là điều đó rất là dễ nhận biết. Nhưng đối với những loại pin không có cái báo pin thì khi nào là khi chúng ta sẽ sạc pin đây? Thì những cái loại pin mà không có báo pin, hoặc là luôn cả những loại pin có báo pin nhưng mà có thời gian nó cũng sẽ hư. Tới một giai đoạn nó cũng sẽ hư những con led này. Thì mấy anh chị khi nào là chúng ta sạc? Khi có anh chị chú ý, điểm thứ nhất, lúc máy chúng ta nó sử dụng đang quay nhưng mà cái hiệu suất làm việc nó giảm, dòng tua nó yếu lại, là chúng ta biết khi đó là chúng ta đã hết pin rồi. Đừng nên xả quá mức mấy anh chị. Đừng nên để là pin nó kẹt. Không có nên xả quá mức. Thì khi đó chúng ta cần phải nạp lại. Đó là cái nguyên tắc thứ nhất để cho pin nó bền. Không nên xả quá mức là như thế nào? Mấy anh chị xài khi nó đã yếu rồi, mấy anh chị lúc đó là phải nên là sạc rồi. Nhưng mà chúng ta gán còn chút xíu thời gian nữa, gán ép cho xong công việc. Khi đó pin nó kẹt. Pin nó kiệt có thể dẫn tới những cái loại pin đó, nếu mà pin bình thường không có chế độ bảo vệ, nó sẽ chết pin luôn mấy anh chị ha. Đó, còn đối với pin Makita thì dù sao trên cục sạc của nó vẫn có thiết kế một cái hiệu ứng rằng là nó có một cái hệ bo mạch đó, nó tự cân bằng lại. Khi hết pin nó tự sẽ tự động nó ngắt luôn. Và khi lên sạc, nếu mà sạc nó phát hiện rằng những viên pin trong này nó sẽ bị mất cân bằng thì tự động nó set up, nó cài đặt lại luôn. Đó là cái pin của Makita nó mới làm được. Mấy anh chị thấy là, tức là nó thông minh như vậy. Còn pin, những cái loại pin rẻ tiền thì không thể nào nó làm được việc đó. Nên mấy anh chị chú ý, không bao giờ xả quá mức, xả quá giới hạn, pin chết luôn. Nhớ một kỹ một điều nhé. Thêm một cái vấn đề thứ hai nữa, mấy anh chị không bao giờ sạc quá mức. Sạc quá mức là như thế nào mấy anh chị? Khi chúng ta sạc đầy một viên pin này rồi thì nó sẽ báo đầy rồi. Nhưng mà đối với những cái dòng sạc của Makita, khi mấy anh chị sạc lại thì nó không nhận. Tức là khi đó nó sẽ báo ngắt, nó đã đầy, không sạc. Đúng không? Nhưng mà đối với những loại pin Trung Quốc thì khi đó nó vẫn sạc tiếp tục. Nó sạc nạp đó, mấy anh chị hãy hiểu. Nó sạc nạp đó. Thì những cái pin đó, nó làm ra nó cũng có quy định cái số lần nạp. Nếu chúng ta nạp quá cái số lượng đó, tự động pin nó ngắt, nó chết luôn. Đó, đó là cũng là một cái nguyên nhân để cho quý anh chị mình là biết là không nên sạc quá mức để pin nó sẽ không có bền. Đó, thêm một cái nguyên nhân nữa, chúng ta mà sạc ở những môi trường là cỡ chừng trên 10 độ C cho dưới 40 độ C
Và cái khoảng thời cái nhiệt độ đó mấy anh chị, cái nhiệt độ chúng ta sử dụng một viên pin hợp lý đó thì trên 10 độ C nhưng mà dưới 40 độ C, nói chung là mức độ thích hợp để chúng ta sạc thì từ 20 tới 35 độ C là rất là hiệu quả. Đó. Rồi, thêm một cái vấn đề nữa thì mấy anh chị tránh những nơi mà ẩm ướt, đúng không? Khi chúng ta sử dụng pin tránh những nơi ẩm ướt. Tại vì những viên pin như thế này mấy anh chị, cho dù là nó có những chức năng chống nước đi nữa nhưng chỉ cần có hơi nước ẩm ướt thôi là nó đã rỉ sét những viên pin bên trong này rồi. Cái hơi của nó rỉ sét là nó làm cho viên pin chúng ta mất đi tuổi thọ. Đó là những cái chú ý mà mấy anh chị mình cần phải tránh, đúng không? Thêm một cái vấn đề nữa là mấy anh chị hạn chế va đập, va chạm, hạn chế va chạm đối với một viên pin. Va chạm là như thế nào? Chúng ta xài, chúng ta giống như là mình cũng phải đem lên để xuống chứ chúng ta giục quăng lăn lóc. Thì mấy anh chị biết trong quá trình mà va chạm đó, va chạm thì chắc chắn nó sẽ xảy ra những cái vấn đề là ở bên trong này những cái miếng kẽm nối pin nó nối nguồn thì nó sẽ giống như là nó rất là mỏng, thì chúng ta va chạm nó sẽ dễ, thời gian nó sẽ bị dễ nứt rẫy. Đó, thì đó là những cái cách mà nó không có hiệu quả về những viên pin. Đó, thì nói về pin, một cái cách bảo quản tốt nhất, nói về pin ngày xưa thì là pin Niken CD. Thì khi mà mấy anh chị mà không xài, chúng ta phải đem vào, chúng ta xả hết thì chúng ta mới bảo quản, đúng không? Nhưng mà đối với những dòng lithium như thế này, những loại pin là lithium ion hay gọi tắt nó là pin lithium đó mấy anh chị, thì khi mấy anh chị muốn bảo quản nó tốt thì mấy anh chị phải sạc đầy nó rồi chúng ta mới để vô, chúng ta cất trong tủ có thể là 5 tháng, 3 tháng hay là 6-7 tháng chúng ta cũng nên cho nó chạy một lần mấy anh chị. Chúng ta cũng đem ra kiểm tra coi nó còn pin hay không, và chúng ta nên lưu thông cái năng lượng của nó chúng ta bằng cách chúng ta lấy máy chúng ta xài, chúng ta bấm, không xài thì chúng ta cũng bấm cho máy nó hoạt động. Tại mấy anh chị biết những cái gì mà để lâu quá không hoạt động, luôn cả con người chúng ta không hoạt động thì nó cũng sẽ ma rất là mau hư, đúng không? Nên là khi chúng ta sử dụng mà muốn nó bền thì chúng ta lâu lâu cũng phải cho nó lưu thông. Những viên pin như thế này thì bên Makita người ta nói có thể trong một năm chỉ sạc một lần nếu chúng ta không sử dụng, mặc như với điều kiện là pin đó là pin mới và khi đó nó còn pin mấy anh chị, nhưng mà đừng bao giờ để cho nó kiệt. Đó là cái cách để chúng ta sử dụng một viên pin nó bền. Còn chúng ta khi chúng ta bảo quản thì bảo quản như thế nào? Thì chúng ta nên là trước tiên là sạc đầy và sau đó là bảo quản ở những nơi khô thoáng, nhiệt độ không quá 35 độ C, không quá 40 độ C, đó, khoảng 35 độ C trở lại thì nhiệt độ rất là thích hợp. Cho dù là khi đó nó đang sạc hoặc khi nào đang bảo quản, và chúng ta nên có một cái cục chống ẩm để ở trong. Rồi khi chúng ta đang xài thì chúng ta phải sạc như thế nào? Nên là vừa rút viên pin ra quăng vô sạc là nó tốt, hay là để cho viên pin nó nguội là nó tốt? Đối với những sản phẩm pin của Makita, khi chúng ta đang xài vừa rút ra hết pin, khi đó viên pin nó vẫn còn đang nóng, thì Makita khuyên chúng ta rằng nên đưa vào cái cục sạc luôn. Tại vì trên những cái hệ thống quạt sạc của Makita nó có một cái quạt, nó cân bằng mấy anh chị, khi đó nó làm mát, nó làm mát trước khi để nó lên nó bắt đầu nó sạc. Đối với những viên pin Trung Quốc thì chắc chắn không có, sạc sạc cũng không có luôn. Nên là khi mấy anh chị muốn sạc những viên pin của Trung Quốc thì chúng ta nên để cho nó nguội rồi chúng ta hãy sạc. Đó, còn đối với Makita là tốt nhất cứ quăng lên là cho hệ thống quạt nó tự làm mát luôn để nó có sự độ bền tối đa. Ha, đó là cái video hôm nay Duyên chia sẻ về những cái vấn đề về bảo quản pin hay cách sử dụng pin, cách sạc pin, cách xả pin như thế nào là hợp lý. Thì mong rằng qua video này quý anh chị mình không có ngại là khi chúng ta sử dụng hàng pin nữa, chúng ta sẽ hoàn toàn sử dụng pin và bảo quản nó tốt hơn, không? Để chúng ta có được những cái công cụ hỗ trợ tuyệt vời, đúng không anh chị? Qua video này mong rằng Nhiên đã chia sẻ mới đến với anh chị một cái cách bảo quản pin, sử dụng pin. Thì rất mong quý anh chị luôn luôn ủng hộ bằng những comment bên dưới. Mấy anh chị có giúp ích được gì cho mình hay không, nhớ comment lại bên dưới. Rất là cảm ơn các anh chị đã theo dõi. Bây giờ Nhiên xin chào, hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Bye bye.